Công an vào cuộc, giải cứu kịp thời vụ mua bán người sang Campuchia. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, vào rạng sáng ngày 5 tháng 7, đơn vị tiếp nhận tin báo đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang về việc cần ngăn chặn, giải cứu hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, đang trên đường di chuyển qua địa phận tỉnh Đồng Nai, hướng về biên giới ở một số tỉnh tại miền Tây. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ và phát hiện, truy đuổi, nên đã giải cứu thành công hai nạn nhân TAT, 17 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang và HVL 17 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn, đồng thời bắt giữ nghi can Trần Xuân Trường để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận vào khoảng tháng 2 năm 2024, do thất nghiệp, không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội, vào nhóm hội nhóm việc làm Campuchia để tìm việc nhẹ lương cao và được nickname Thu Hà hướng dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có người đón đưa sang Campuchia làm việc với mức lương cao hấp dẫn. Khoảng thời gian ngắn sau đó, Trường sang được Campuchia và được một đối tượng tên Phong, chưa rõ lai lịch, giải cách sử dụng máy vi tính, hướng dẫn Trường sử dụng tài khoản tên Waluli và vào app tình yêu để nhắn tin cho nam giới người Việt Nam, với mục đích lừa đảo tặng quà trên app, sau đó quy đổi ra đô la Mỹ. Sau hơn một tháng nhận việc do làm không đạt chỉ tiêu, bị dọa đánh, nên Trường đã gọi điện về gia đình chuyển 25 triệu đồng để được chuộc về nước. Đầu tháng 6 năm 2024, Thu Hà lại liên lạc với Trường sang Campuchia làm phụ bếp, nấu cơm với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, đối tượng này còn căn dặn Trường cần tìm thêm người đưa sang Campuchia làm việc và Trường sẽ được trả tiền qua hồng cứ 3 triệu đồng một người và Trường đã đồng ý chuyển sang làm nghề môi giới. Trường đã dụ dỗ đưa được anh V quê tỉnh Bắc Giang cùng sang Campuchia và được chuyển 2 lần tổng cộng 5 triệu đồng. Nhưng khi vào tới thành phố Hồ Chí Minh, do gia đình có việc đột xuất nên Trường quay về quê, để lại anh V cho người khác đưa qua Campuchia. Mới đây, vào ngày 3 tháng 7, Thu Hà nhắn tin bảo Trường lên tỉnh Lạng Sơn đón HVL rồi cùng sang Campuchia, khi đón L có cả T cùng đi. Khi đang trên đường di chuyển đến bến xe miền Đông thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ Trường, giải cứu L và T. Theo Thiếu tá Trần Khắc Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay, hoạt động tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia và một số quốc gia khác có diễn biến phức tạp, gây hậu quả khôn lường. Các đối tượng dụ dỗ đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán cho các công ty, cơ sở chuyên tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, các nhà thổ, cơ sở giải trí có nữ làm tiếp viên. Trong quá trình làm việc ở nước ngoài, người lao động nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, quay phim gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc hoặc bán cho các cơ sở khác. Để tránh mắc bẫy của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép với những lời lẽ có cánh làm việc nhẹ lương cao. Trong trường hợp phát hiện hành vi tổ chức, môi giới, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh trái phép, đề nghị người dân hãy lập tức báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!